Hi, xin chào cả nhà. Thì hôm nay Lâm có cái chậu kiếm nó đang nở nên Lâm quay cho cả nhà mình cùng xem cho vui ha. Trong tình hình dịch bệnh như thế này thì mình nghe nó cũng bị stress nhiều nên mình xem hoa cho nó vui nha cả nhà. Đó. Cái chậu này là chậu Cesares này các anh chị ha. Cesares mình gọi là Cires đó. Tức là nè cái kia nó ra từ cái mầm hoa luôn các anh chị nha. Đó. Cái thân già nè, thân già giờ nó ra nữa nè. Cesares này nè, nó ra hoa cực kỳ xiên luôn nè. Nó ra ở dưới nữa nè. Nó ra cái kia nó to, rất là to luôn. Đó. Nè cái này nè các anh chị. Muốn đụng cái nóc luôn nè. Ở dưới đây nó cũng ra hoa nữa nè. Đó, ra cái mầm dưới đây. Đó, còn cái này là cái luống kiếm của Lâm nè. Cái chậu này thì nó tàn rồi. Chậu này nó tàn. Kiếm này là kiếm xanh thái nha cả nhà. Đó, chậu này rất là đẹp luôn. Ha. Đó, cho cả nhà mình xem ha. Đó. Mặt hoa của nó nè. Cái cây đằng này nè các anh chị. Đó, cái cây đằng này nè. Đó, hoa rất là đẹp luôn. Rất là thơm luôn các anh chị. Đó, hoa từ đây hoa nó dài chắc tầm 1 mét đó các anh chị. Nó từ đằng này nè tuốt tới đằng này luôn, Lâm kéo nè, nó còn vươn ra nữa nha, tại vì chưa phun hết nụ nè. Đó, hồi của nó thơm rất là dài luôn nè. Lâm phải để cái cây trống ở ở cái chậu thứ thứ ba tuốt bên này, cái thân của nó đằng kia nó các anh chị, cái thân của nó tuốt đằng này nè. Hoa của nó là 99,9% là giống như xanh Huế các anh chị. 99,9% là giống như xanh Huế. Nó nhưng cái cành hoa của nó thì nó hơi rứt rắc nha các anh chị nha. Nè. Thấy cái ngọn của nó không? Nó hơi xéo qua xéo lại, xéo qua xéo lại, xanh Huế thì nó thẳng luôn. Đó. 99,9% là giống xanh Huế nha. Nhiều anh chị người ta mà người ta bán hàng người ta không uy tín á, người ta sẽ cái cây xanh Huế, cái xanh Thái này hiện giờ giá nó sẽ rẻ hơn cây xanh Huế nha các anh chị nha. Lúc trước thì nó mắc lắm. Đó. Khi người ta muốn bán hàng cho các anh chị mà người ta không uy tín, người ta muốn lừa thì người ta sẽ ngắt cái khúc này. Đó, người ta chỉ chừa mấy cái bông ở dưới thôi. Thì mấy bông ở dưới này thì cành hoa nó thẳng, rất là thẳng luôn. Y như xanh tha xanh Huế luôn. Đó. Còn khi người ta muốn lừa các anh chị, người ta ngắt cái này. Cái người ta tôi xanh xanh Huế nè. Thanh Huế bán 30 triệu một củ nè. Đó, 30 triệu một củ nó là cái nhiều anh chị mới chơi không biết á, người ta sẽ chốt đơn đó. Xong nó gửi cái củ xanh thái. Nó nhưng mà khi mà phun cành của nó thì nó hơi rứt rắc xíu. Đó các anh chị. Ừ, nhưng mà cái xanh thái của Lâm rất là dài luôn nè các anh chị. Gần 1 mét nha. Gần 1 mét luôn á. Đó. Rất là đẹp luôn. Lâm phải để cái cây Lâm gác ở đây. Đó. Này các anh chị. Lâm quay ở trưa nắng lên hơi nó hơi chá chút xíu. Đó, rất là thơm luôn. Là nguyên cái luống của Lâm, nguyên cái lô của Lâm này là cái cây này là xanh thái, hàng đột biến từ rừng Thái các anh chị. Cái vườn này của chủ vườn Lâm quen á nên Lâm năn nỉ Lâm chia lại. Lâm nhân giống. Nên hoa rất là chuẩn luôn. Đó các anh chị, hoa rất là chuẩn. Này đột biến chứ thường nó ra màu mắm, hoa ra mắm thì nó không có giá trị nhiều nhưng mà cũng đẹp nhưng mà không có giá trị nhiều. Đó, y như xanh Thái, xanh Huế luôn các anh chị. Xanh Huế giờ một củ tầm mấy chục triệu á, còn Phan Trí giờ thì mấy trăm triệu luôn, ghê quá. Đó. Cây này thì nó lá nó cứng nè. Nè, cái này nó hơi bị sần, cái chậu này hơi bị sần nhưng mà lá rất là to, ốp thìa thì cũng có ốp thìa luôn. Khuyết nè, lá khuyết thì vẫn có lá khuyết luôn. Đó. Chậu này quá đẹp luôn. Nè các anh chị. Nè, nó khuyết y như xanh Huế luôn. Là các anh chị nào mình mua ốp thìa cũng có luôn. Nè, ốp thìa luôn. Các anh chị nào mà dễ bị lừa, người ta bán hàng không uy tín, các anh chị cẩn thận nha. Giờ ông bán mấy chục triệu cái ra không đúng như xanh Huế thì cũng hơi buồn các anh chị. Còn cái này là xanh thái ha, xanh thái nha các anh chị, Lâm bán là bán xanh thái.
À, chậu rất là đẹp luôn nè, ra mầm quá chừng luôn các anh chị. Thì giá của Lâm á là 500 ngàn một 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 tép các anh chị. 500 ngàn một tép như thế này nè. Nhưng mà Lâm thì Lâm hũ bán tép các anh chị. Tại vì Lâm thường là Lâm bán Lâm vô chậu nè, nó đẻ ra quá chừng. Hả, mình tách ra từng tép như vậy thì nó ổn quá. Đó, nên nguyên một chậu như vậy á, ví dụ chậu này 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Với mấy cái cây cây mầm con lên rất là nhiều luôn. Đó. Như cái này 1 2 3 4 với mấy mầm con, hai mầm con nữa là 6 thân. 6 thân nhưng mà Lâm tính là tính có 4 thân thôi. Đó, là mấy cái này, mấy cái mầm con giống như Lâm tặng thêm cho các anh chị vậy đó. Ha. Nè, toàn bộ lá rất là đẹp luôn. Là Lâm bán chỉ có 500 ngàn một tép như thế này thôi. Nhưng mà một chậu như thế này thì Lâm sẽ tùy theo chậu thì Lâm sẽ bán giá khác nhau. Ví dụ như nhiều thân quá thì Lâm sẽ bớt giá lại. Hả, nhiều thân quá Lâm bớt giá lại. Nó như cái chậu này hai thân nè, hai thân cánh lên, hai cái sừng trâu ở dưới nữa các anh chị. Hả, hai thân lên, hai sừng trâu nè. Thì ví dụ như chậu này Lâm chỉ bán giá 1 triệu thôi ha. Nè, nó nè các anh chị, đó nè, y như xanh quế luôn các anh chị nè, y như xanh quế, nó móc móc nè, thấy không? Xanh quế các anh chị tưới nước thì nó sẽ móc móc ở đây. Ừ, xanh thái nó y chang vậy luôn đó. À, khi mà ship hàng cho các anh chị thì Lâm sẽ nhổ lên, Lâm nhổ cái chậu này lên đó. Cái chậu này Lâm trồng bằng xơ dừa này, dưới có than đủ thứ, Lâm có clip giới thiệu cho các anh chị cách trồng á, dễ lắm ha. Này, mấy cái này thì vận chuyển về lúc trước á, nó bị tét lá nè, thì cái nào bị tét lá thì mình sẽ bán giá rẻ lại nè. Như cái này bị sần thì giá nó rẻ đó. Trời ơi, cái bụi này quá chừng luôn nè, rất là đẹp các anh chị nha. Này, bụi này lùm ớn luôn nè. Càng nhiều thân thì Lâm sẽ bớt giá cho các anh chị xuống, tại vì số lượng nó nhiều quá. Lâm chỉ có duy nhất một lô này thôi đó các anh chị. Lâm nhân giống là Lâm trồng đó, từ đây tới đằng kia là 20 chậu nè. Này, bản lá nè các anh chị, rất là đẹp luôn nè. Cái củ nè đó, cái củ nè, càng càng trồng về sau cây cây con nó đẻ ra càng lá càng to nè. Thì bản lá của này nè, ba ngón tay nè, chắc gần 5 cm đó các anh chị ha, 4 cm mấy, 4 cm rưỡi á. Thường là cái ba ngón tay của Lâm là 4,5 cm nè đó. Nhiều cái thì bản lá nó nhỏ hơn chút xíu nè ha. Nè, một chậu nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 chậu nè đó. Các anh chị rất là đẹp luôn ha. Này, bản lá nè, đó này là kiếm vàng hết ráo luôn, màu vàng á, nó ngã xanh ngọc nên ta gọi là xanh thái, rất là chuẩn luôn. Bây giờ á, cái hàng này thật sự là rất là ít luôn, em thấy rất là ít. Thường là các anh chị chơi bây giờ chơi xanh Huế, Vị Hoàng với Phan Trí, Hoàng Tây Ninh, mấy cái đó thì mắc tiền quá. Như Phan Trí giờ mấy trăm triệu một củ luôn. Rồi xanh Huế, tiếp theo là xanh Huế thì mấy chục triệu. Rồi Vị Hoàng, rồi Vàng Tây Ninh cũng mấy triệu. Còn cái này mình, cái mặt hoa y như 99,9% là y như xanh Huế. Nhưng mà giá có 500 ngàn à. Các anh chị nào sưu tầm á, thì liên hệ với Lâm ha. Đó, liên hệ với Lâm, số điện thoại của Lâm là 0978 813 282. Kết bạn Zalo với Lâm đi, thích cái chậu nào á. À, ví dụ như anh chị cần cái chậu là 4 năm thân, 4 năm cũ thì Lâm lựa ra 4 năm cũ. 1 triệu mấy, 2 triệu một một chậu như thế này. Đó, còn như chậu này nó lùm quá chừng luôn thì Lâm sẽ bớt giá lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 cũ nè. 9 cũ thì thay vì 9 5 45 đi, 4 triệu rưỡi đi. 4 triệu rưỡi thì không phải Lâm không tính giá 4 triệu rưỡi mà Lâm sẽ bớt lại cho các anh chị nữa ha. Tức là nhiều càng nhiều cũ á, cái bụi mình càng lùm thì Lâm sẽ bớt giá cho các anh chị. Để mình sưu tầm thôi nha. Là có Lâm chỉ xuất 20 chậu này thôi. Nó còn cái lô đằng này á, nó cây nó còn nhỏ 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 nè. Nhỏ Lâm tách ra thì Lâm sẽ để dành ha, để dành hết ráo rồi các anh chị. Nó còn cái này lá nó to nó đẹp quá thì Lâm sẽ xuất cho các anh chị.
Các anh chị nào chốt á, thì cứ liên hệ với Lâm qua Zalo đi. Lâm sẽ chụp hình quay phim cái chậu nào mà các anh chị thích á. Anh chị lấy cái chậu đó ha. Giờ nó nhiều quá nên Lâm không quay từng chậu được. Chủ yếu cho các anh chị sưu tầm thôi ha. Đó. Thì mình quay từng chậu rồi mình chốt từng chậu qua Zalo cho các anh chị luôn nha. 0978 813 282. Thì các anh chị có thể chốt xong Lâm ghi ví dụ chậu này là chậu số 1 đi ha. Chậu số 1. Lâm sẽ chốt cho các anh chị đó xong Lâm sẽ nuôi lại cho mấy cái thân này nó to hơn nữa. Rồi khi nào các anh chị lấy cũng được, tại vì bây giờ đang dịch đó, nên mình cũng không ship hàng được luôn. Đó, nên Lâm nuôi cho các anh chị. Rồi cây này nó nhú nữa, cây cái này. Đó, nó nhú kìa. Nên Lâm nuôi lại cho các anh chị. Chứ sau này á, ví dụ như qua dịch khoảng 2 3 tháng nữa đi thì mấy cây này nó lớn lên nữa thì giá trị nó sẽ khác nữa. Nên có thể bây giờ mình sẽ chốt trước. Mình có thể đặt cọc trước cho Lâm. Rồi Lâm dưỡng lại khi nào á thì các anh chị lấy thì Lâm sẽ gửi đi. Ví dụ dịch của mình nó hết rồi các anh chị, thông thoáng shipper rồi người ta có hoạt động trở lại rồi, Lâm sẽ gửi đi cho các anh chị. Còn bây giờ giống như mình gửi tại vườn của Lâm vậy đó ha. Các anh chị khách hàng thân thiết quen biết của Lâm thì các anh chị yên tâm rồi. Còn các anh chị mới thì Lâm sẽ quay thật là kỹ cho các anh chị luôn ha. Đó, thì các anh chị nào là có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ với Lâm nha. Đó, Lâm sẽ chăm sóc lại cho các anh chị luôn. Cứ để như vậy nè, bón phân này kia rồi vô, phân tăng chậm vô. Nó rễ nó búng lên nè, đó. Rất là đẹp luôn, Lâm rất là thích. Rồi cái giờ hoa rất là đạt luôn các anh chị. Đã ơi là đã luôn. Không thua kém gì xanh Huế, vị hoàng đâu nha. Vị hoàng thì nó thuộc dòng là semi nên nó đốm đốm ở cái lưỡi, còn này là thuộc dòng Alba nên lưỡi nó trắng nè. Này các anh chị. Mình lấy cái bông nào nó nở phun lâu nè, nở lâu cái ra màu vàng nghệ nè, đã không, nó xanh xanh nè, rất là thơm các anh chị, thơm lắm luôn á. Này kiến nó bu lên nè, nghe mùi cái nó lên tại vì nó ngọt quá đó. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều nha, chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe. Mong cả nước mình sẽ cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh để mà chúng ta cùng nhau sưu tầm những giống hoa lan đẹp từ vườn của hoa lan Thanh Lâm nhé cả nhà nha. Rồi hoa lan Thanh Lâm xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.